Sáng nay, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức họp trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục có những đổi mới quyết liệt sát sao, cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện để tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Trong đó, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Các bộ ngành địa phương cũng đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại tỉnh Hưng Yên, trong 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 11 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính với tổng số 132 quy trình nội bộ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt gần 100%. Phát biểu với các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định, 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp cải cách hành chính. Việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt thấp như Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã mới đạt khoảng 60%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến tuy đã tăng đáng kể so với năm 2022, nhưng vẫn còn thấp và chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, các sở ngành địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua việc đổi mới truyền thông, hướng dẫn và thực hiện cơ chế miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh chủ động làm việc với các ngân hàng để có các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm thực hiện thanh toán trực tuyến khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đơn giản, thuận lợi nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản đôn đốc chỉ đạo các đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính.